2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đi Dò. Mình là Tào Lão, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Mấy trăm ngàn đăng ký rồi. Đây là sân cầu tre huyền thoại, hẻm 139 đường Lê Thu Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc đối đầu của Tima. Tima đã vắng bóng một thời gian, đã trở lại đường đua. Cặp cùng Tima là Tèo Cầu Tre, còn gọi là Tèo Li Hua. Cái tên Tèo Li Hua. Bên kia là Chùa và Mâm. Tỷ số tại giờ là 9-0. Hiện tại bây giờ là 18 giờ. Nhiệt độ rất mát mẻ cho trận đấu này, rất hay. Các bạn thấy như thế nào? Tima thể lực rất yếu các bạn, thể lực rất yếu. Sau thời gian Tima dẫn bóng đã trở lại đường đua. Cũng tại sân này, Tima và Chánh Bình Dương gặp gỡ Long Kỳ. Và Long Kỳ đã an toàn vào bờ. Còn đây là những khán giả sân Cầu Tre. Thất nghiệp lâu năm, toàn thất nghiệp lâu năm, kiếm cơm mà kiếm canh tối ngày ở Cầu Tre. Đây là những thành phần thất nghiệp lâu năm, trong đó có Đại Lâm Balotelli. Ok. Rồi đây không? Thì ta bây giờ 18 giờ, khán giả rất đông rất đông. Ok, bảy viên. Cáp kèo và cáp kèo. Vua hàng 6. Thì ta bây giờ đang là lại là Chùa đánh bóng công và lơi. Mời đeo. Set đầu tiên là Mớm và Chùa thắng nha các bạn. Còn set này là chưa biết như thế nào. Nhưng Cầu Tre có một ngoại lệ. Một điều chuyên môn là một điều nha các bạn. Đang tỷ số đang là 10 đều, các bạn hãy chờ xem nha. 12 tới. Quá hay cho Tèo Cầu Tre phá bóng vô rồi. Tèo Cầu Tre còn gọi được cái tên là Li Hua. Tèo Li Hua. Quá khó chịu cho hai bên. Quá hay cho Chùa. Tí Ma đang điều đầu. Tí Ma làm gì đây? Chùa. Quá hay cho Tí Ma. Chơi banh này quá hay các bạn à. Thật sự banh này quá hay. Tí Ma. Có thể nói Tí Ma đang đứng rồi, ai làm gì làm đi. Tí Ma đã thở rồi. Quá hay. Quá may mắn pha bóng vừa rồi các bạn à. Thật sự quá may mắn các bạn ơi. Cái banh quá hay. Và thật sự cũng quá may mắn pha bóng vừa rồi cho Mớm Cầu Tre. Tỷ số tại giờ là 11-10. Còn sau trận đấu này là Gơ Tây sẽ vào sân. Gơ Tây sau khi cưới vợ xong. Trước đây Gơ Tây đã động phòng trước bảy đâu chừng một năm mấy hai năm rồi các bạn ơi. Đám cưới là sau này thôi. Còn Đại Lâm xin báo cho các bạn biết là Gơ Tây. Và Gơ Tây cũng có một cái điều rất vui. Là sau khi anh em Cầu Tre đi rảm rất đông, thiệp mời linh đình, Cầu Tre đã trả lại thiệp mọi người 5 xì. Gơ Tây đó giờ đám cưới chưa bao giờ có ai như Gơ Tây.
anh em đi thẹp xong gơ tay tặng lại, tuyệt vời quá gơ tay. Điện thoại phải diễn được một cây. Hai vé. Đang tiếc cho tàu cầu tre các bạn à. Tỷ số 12-10. Chùa và mớp ra vào bờ 12-10. À, một lần nữa xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, mình đang may mắn trong cuộc sống nha. Dám nói nó về một điều. Lấy kem. Cầu tre chuyên môn một đều sau kỳ này nó bể hàng rồi. Nó bể hộp rồi, về 2-0 luôn rồi. Đây. Toàn bộ xung quanh cầu tre các bạn nhìn thấy không? Cây bàn rất mát xung quanh. Ok. Còn đây là trận chiến của Vũ Sinh Anh và Nuôi Lùng. Còn bên đây là Bad Boy và cầu thủ trẻ Tây Ninh. Đây là trận chiến của Bad Boy Vũ Sinh Anh. Kèo 12 nữa hả dạ? 12 mét tiếp tục các bạn ơi.